Cô gái Ấn Độ 8 tuổi làm lễ trưởng thành, các cô dì đã đổ hương liệu lên người cô, còn dặn dò đêm nay cùng chồng động phòng thì nhất định không được từ chối. Cô bé không hay biết gì vẫn cười ngốc nghếch, hoàn toàn không biết mình sắp phải đón nhận ác mộng gì. Dita sau khi tắm gội xong thì lại trang điểm lộng lẫy, sau đó đi đến buổi lễ đêm tân hôn. Lúc này chú của Rodi rất căng thẳng. Hóa ra, mấy ngày trước ông biết tin Dita đã bắt đầu có kinh nguyệt, nên dựa theo phong tục truyền thống của Ấn Độ, điều này chứng minh rằng Dita đã đủ lớn để làm một người vợ. Ông dặn dò Rodi nhanh chóng động phòng với Dita, sau đó sinh cho mình một cháu trai trắng tròn. Rodi tức đến nỗi muốn bốc khói, cho rằng mọi người ở nhà đều phát điên rồi. Ai ngờ cảnh tượng này đã bị mợ đi kể cho mọi người, hàng xóm thi nhau bàn tán, cho rằng Dita không tuân theo đạo làm vợ. Tộc trưởng nghe tin đến nhà của Rodi cùng chú bàn bạc về nghi thức này. Vì để có thể thuận lợi tiến hành, chú Rodi đã bỏ thuốc mê anh, sau đó kiêng anh vào trong buổi lễ. Rodi thần trí không tỉnh táo thì cứ ngây ngốc cùng Dita hoàn thành nghi lễ. Dita trùm khăn che mặt ngồi ở giường mới. Cô nhớ những lời mọi người dặn dò trước buổi lễ, tối này buộc phải để chồng tháo khăn che đầu thì nghi lễ mới tính là hoàn thành. Lúc này Rodi thần trí mê muội đi vào phòng, sau một hồi náo loạn thì anh nằm trên ghế ngủ gục. Dita vội vàng chạy đến gọi anh dậy. Em sắp không thở được rồi, anh mau vén khăn che mặt của em đi. Hôm nay em rất là xinh đẹp đó, các cô dì nói chỉ khi nào anh vén khăn lên thì em mới được ngủ. Lúc này tộc trưởng lại lén vào trong phòng, ông ta đã lôi Rodi đang ngủ say vào trong phòng tắm khóa lại. Sau đó từ từ tiến lại gần Dita, ông ta nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân nhỏ. Dita cảm thấy ghê tởm vô cùng, dường như đây không phải là Rodi. Cô bé chất vấn Rodi, vì sao anh không làm theo quy tắc vén khăn che mặt của em, mà lại sờ vào chân trước. Lúc này một cơn gió thổi bay khăn che đầu của Dita, Dita sắp sửa bị dọa cho phát khóc. Cô lớn tiếng gọi tên Rodi. Rodi trong phòng tắm nghe thấy tiếng kêu cứu thì nhúng đầu vào bồn nước để tỉnh táo lại. Anh xông ra lôi tộc trưởng ra ngoài, sau đó kéo ông ta ra ngoài phòng khách. Ở trước mặt mọi người chỉ trích tộc trưởng định mạo phạm Dita, tộc trưởng vẫn còn rảo biện. Dita khóc lóc chỉ vào ông ta, sự đụng chạm đó làm tôi cảm thấy sợ hãi. Rodi không thể nhịn nổi mà bước lên cho ông ta một cái bạt tai, rồi lại đạp mạnh cho mấy cái, tôi sẽ chặt đứt cánh tay mà ông chạm vào Dita. Nào ngờ tộc trưởng lại cứng lên, tôi chạm vào cô ta thì làm sao, mọi người sẽ chỉ mắng chửi nó, bởi vì sau khi xảy ra chuyện này, người bị mắng lúc nào cũng là phụ nữ. Lúc này Dita dũng cảm đã đứng ra, nói người làm sai không phải là tôi vì sao phải sợ chứ. Rodi cảm thấy yên lòng hơn, anh cảnh cáo tộc trưởng. Lần này ông đã động đến nhầm người rồi, có lẽ người khác sẽ im lặng nhẫn nhịn, nhưng Dita của tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ khiến ông phải chịu tội trước pháp luật. Nhưng trước lúc đó, Dita là người bị hại, có quyền được trừng phạt ông đầu tiên. Dita nhớ lại chuyện ghê tởm mà ông già này làm với mình, cô bé đã lấy một chiếc ghế nhỏ đặt trước mặt tộc trưởng. Sau khi tất cả kết thúc, Dita nằm trên giường âm thầm rơi lệ, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn không được xua đi. Dita, em bình tĩnh lại. Là anh. Anh sẽ ở bên cạnh em. Đưa tay cho anh. Hít vào thật sâu, Dita. Hít một hơi thật sâu. Cô bé 8 tuổi muốn đuổi mẹ chồng 20 tuổi ra khỏi nhà. Mẹ chồng lại chê bai cô là người chỉ biết ngồi không. Đến ông chồng thiếu gia của cô, chỉ là một tên ăn bám mỗi ngày chỉ biết gào lên đòi bình đẳng nam nữ. Tiền học phí của cậu đều là do chồng tôi chi trả. Silen nói những lời này đã đánh mạnh vào lòng tự trọng của Rodi. Từ sau đêm tân hôn, Dita bị bắt nạt. Rodi biết được là Silen đã nói những lời không hay trước mặt mợ, khiến dân làng thi nhau chỉ trỏ Dita. Sau đó lại khích đều chú Rodi tìm tộc trưởng để ép hay người làm nghi thức. Rodi vô cùng giận dữ, muốn tính toán mọi nợ nần với cô ta. Dita hỏi Silen vì sao lại làm như vậy. Silen thấy chuyện đã bị bại lộ thì độc ác nói với Dita, bởi vì tôi muốn trở thành nữ chủ nhân ở đây, còn cô thì đang ngáng đường tôi. Dita vô cùng căm phẫn hành vi này của Silen, lớn tiếng nói muốn đuổi cô ta ra ngoài. Silen trong lúc nguy lại ló cái khôn, chỉ trích Rodi là người chỉ biết ăn bám. Rodi dù sao cũng đang lúc tuổi trẻ nên đã thực sự dẫn Dita ra ngoài sinh sống, muốn dựa vào năng lực của mình để nuôi vợ. Hai người tìm đến một căn nhà cũ, Rodi cầm chổi lên để quét dọn vệ sinh, Dita ở bên cạnh thì lau cửa sổ, nhưng không cẩn thận hắt xì một cái, Rodi chu đáo làm cho cô một cái khẩu trang, kết quả đến chính anh cũng bị hắt xì. Dita thấy thế thì học theo, làm cho Rodi một chiếc khẩu trang, sau khi bận rộn nửa ngày thì hàng xóm tốt bụng mang đồ ăn tới, hai người đút cho nhau ăn. Sau khi rời xa những người tâm địa xấu xa, quan hệ của họ càng thêm thắm thiết. Buổi tối Rodi đã làm cho Dita một cái võng, Dita chu đáo cầm chiếu đến, muốn để Rodi ngủ cạnh bên mình, nói các gì trước đó có dạy cô. Vợ chồng chỉ khi ngủ cạnh nhau thì quan hệ mới thêm gắn bó. Rodi lập tức thay đổi nét mặt, anh vội vàng cầm chiếu nói muốn ngủ bên ngoài. Dita nhìn thấy Rodi ngủ ở bên ngoài bị muỗi cắn, không hiểu vì sao anh lại không muốn quan hệ của họ thêm gắn bó.
nhưng cô cũng không muốn nhìn Rhodey chịu khổ nên đã cầm một tấm vải. Sau một hồi thiết kế, một chiếc màn đơn giản đã được hoàn thành. Rhodey vui mừng vì sự thông minh của Dita. Hia người lần đầu tiên trải qua một đêm tự lập vừa đơn giản lại vừa ấm áp. Sáng ngày hôm sau, Rhodey đã bịt hai mắt Dita lại nói muốn cho cô thấy một bất ngờ. Sau khi tháo khăn ra thì Dita kinh ngạc phát hiện Rhodey lại làm cho cô một nhà tắm. Nhìn thấy Rhodey trên người đầy bùn đất và vết thương, Dita vô cùng đau lòng. Nhưng Rhodey lại nói, anh trước đó đã hứa với em rồi, sẽ không để em phải đến bờ sông tắm rửa. Lúc này hàng xóm thi nhau đến xem, Dita kiêu ngạo mà khoe với họ, chồng của cô xây cho cô một cái nhà tắm. Các phụ nữ khác vô cùng ngưỡng mộ, mong muốn có một người chồng như vậy, cô thật sự rất hạnh phúc, anh đúng là một người chồng 10 điểm. Không biết tại vì sao, Dita đột nhiên có chút xấu hổ, còn Rhodey về nhà thì bắt đầu bận rộn, anh đã lấy dây thừng buộc vào nóc nhà, rồi lại buộc mành để chia cho Dita một gian phòng riêng, chỉ thuộc về cô thôi. Sau đó lại đi đến bên đường làm một người tư vấn pháp luật. Khi anh có được số tiền công đầu tiên trong đời, anh đã vô cùng vui mừng mà mua cho Dita một cái gương. Lúc này Dita ở trong nhà khóa cửa đang trò chuyện với những phụ nữ khác. Họ trêu đùa Dita nói cô và chồng cô nhìn có vẻ rất yêu thương nhau, nhưng Dita lại không hiểu cô phải làm thế nào mới xác nhận được bản thân rất yêu Rhodey đây. Người phụ nữ kia bèn cười đáp. Khi cô nhìn thấy chồng mình thì tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, đó có nghĩa là cô yêu anh ấy. Dita véo véo khuôn mặt nhỏ của mình. Nhưng tôi không để ý mình có đỏ mặt hay không. Lúc này Rhodey đã về đến nhà, anh cầm bình nước đứng xếp hàng với các cô gái đi lấy nước. Dita vui mừng mà nhìn về phía Rhodey. Tôi đã nhìn thấy chồng rồi, hiện tại phải xác nhận xem mặt có đỏ không thì có thể biết mình có thích chồng không. Cô vội vàng gọi hàng xóm. Nhưng vừa mới ra đến cửa thì đụng phải hộp chu sa, trên mặt cũng bị dính đầy bột đỏ. Dita vui mừng chạy đi hỏi hàng xóm mặt mình có đỏ không. Hàng xóm nhìn về chu sa thì nói còn đỏ hơn cả mặt trời hoàng hôn. Dita vui mừng xoay vòng, trời ạ, mình đúng là có yêu chồng, chuyện này tốt quá rồi, sẽ không có ai chia cắt mình nữa. Buổi tối, Rhodey vì muốn kiếm tiền, đã tham gia biểu diễn ở một gánh xiếc, ai ngờ cảnh sát đến định trói Rhodey lại, hóa ra gánh xiếc này là một số phần tử cực đoan, Rhodey trong lúc chiến đấu bị bỏng. Dita lúc này vừa hay đi ra ngoài tìm Rhodey, cô vội vàng dùng quần áo để dập lửa, sau đó cho Rhodey lên xe đẩy về nhà. Rhodey sau khi tỉnh lại thì khóc nói với Dita, xin lỗi em, anh không thể kiếm tiền học cho em được. Dita lại tức giận vì Rhodey đã đặt bản thân vào trong nguy hiểm. Chuyện này đã làm kinh động đến chú, ông đã đến khuyên nhủ Rhodey, cháu không thể vì chứng minh bản thân mà không quan tâm đến mạng sống, nếu như cháu xảy ra chuyện gì, vậy thì Dita sẽ phải làm sao? Rhodey cũng nhận ra sự nóng vội của mình nên đồng ý về nhà, nhưng cuộc sống ngắn ngủi của hai người đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của Dita về quan hệ vợ chồng. Cô vô cùng khao khát được cùng Rhodey trở thành vợ chồng thực sự.